Wow, wow, wow! Chào mừng các chủ nhân đã đến với kênh YouTube của Nô Nệ Thời Trang. Và mình là Bella. Yeah! Nhớ đăng ký và subscribe kênh của mình nhé. Đây sẽ là một haul gồm toàn bộ là đồ bò sữa và không lệch pha một tí nào cả. Giá cả thì có cái cao cái thấp, nhưng chất lượng chung quy thì khá chi là tốt. Cho nên đừng tắt video này nhé. Thứ nhất đó là một em áo khoác denim dáng rộng, phong cách Tây Châu cá tính, giá 254.000 trên Shopee nhé. Thì đúng với cái tên gọi thì chất liệu của em là denim, áo rất là dày, dài rất là ok. Mình đã chọn size XL, cái size to nhất, và nó đúng là rộng, là to thật. Đặc biệt là cái phần này, cái phần ống tay áo ấy, rất chi là rộng ấy, rộng kinh điển luôn ấy. Này mà phối đồ không cẩn thận thì sẽ gọi là lụng thụng ấy. Một cái điểm mình rất thích của em này đó là cái thiết kế nhiều túi của em ý. Các cái túi này, đúng rồi, túi thì không chỉ nhiều mà may còn rất là chắc chắn. Đây, cái túi 2 trong 1 đây này. Đấy, mình có thể sở ra từ phía ngoài và từ phía bên trong mình cũng có thể. Đấy, 2 trong 1. Em này thì có cái mức giá cao nhất trong cái haul lần này. Thì mình thấy là chất lượng nó rất là tương xứng với mức giá. Vậy nên bạn nào mà muốn sở hữu một cái chiếc áo cá tính và ăn chơi như này thì đừng ngại gì mà quất em ý về nhé. Thứ hai đó là một chiếc áo hâu đai nỉ bông unisex form dáng rộng, giá 79.000 trên Shopee nhá. Thì mình tiếp tục là chọn size XL thì em ấy đúng là to là rộng thật, và với cái chất liệu là nỉ bông thì bên ngoài nó trơn trơn và rất là mềm. Đấy, bên trong của nó đây, bên trong đây này. Đấy, bên trong thì là một cái lớp bông mỏng mỏng ấy. Thì mình thấy rằng em này rất thích hợp mặc trong mùa thu, mùa đông và mùa xuân, thứ rất là ok. Mà 79.000 thì thấy rất là rẻ, mà bạn đã có thể sở hữu một cái em với cái chất lượng rất là ok như thế này. Cho nên mình cũng rất là khuyến khích các bạn nên tậu em này về. Tiếp tục là một chiếc áo hâu đai, nhưng là một chiếc áo hâu đai có thiết kế kéo khóa. Đây, khóa ở đây này, giá 167.000 trên Shopee nhá. Đấy, đối với em ý, mình tiếp tục là chọn size XL và nó to là rộng đúng cái kiểu mình thích luôn. Đấy, cái chất liệu của em ý thì hoàn toàn khác cái em hâu đai vừa nãy. Vải của nó rất là dày và khi sờ vào thì mình có cảm giác là nó kiểu như là vải thô ấy. Nói chung là đánh giá vải rất là tốt. Đấy, thì cái thiết kế của em ấy nó cũng rất là đơn giản, là cái dáng áo hâu đai này có kéo khóa này, rồi in họa tiết bò sữa và có hai cái túi ở hai bên kèm theo một cái logo nhỏ ở chỗ này. Với cái mức giá là 167.000 thì mình thấy nó bình thường, không phải gọi là rẻ, và nếu như nó khoảng 120-130.000 thì tốt em ấy. Tròn, nhìn rất là đáng yêu cute. Và em này khi mua trên Shopee thì khá là mắc,
mình đã tìm thì có một vài shop bán nhưng với mức giá dao động từ 250 cho đến 450. 250 đấy là họ còn ghi là giảm 38% rồi đấy, nhưng đều chưa có người mua và đều là shop quốc tế. Cho nên mình thấy rằng là thời gian cũng tương đương với việc mình tự đặt, cho nên là mình đã tìm kiếm và đặt được em này về. Em này chỉ có mức giá là 88.000 thôi, 88.000 trên Pinduoduo nhé. Và khi nhận được em ấy thì mình cũng không ngờ rằng là chất lượng đến như thế mà chỉ có 88.000. Đây, em ấy như thế này. Đó, toàn bộ em ấy phía trên này là bằng da nhá. Cái thiết kế mũ của em là mũ tròn. Cái phần da của em thì rất dày, rất là tốt. Đây, rất dày, rất là tốt. Đấy, thì mình thấy là cái bò sữa loang lổ trên này này, họ thiết kế cũng rất là đẹp. Đấy, còn có những cái dòng chữ in ở đây này. Đấy, nhìn tổng thể rất là đẹp luôn. Gọi là cái phần đế của em ý, thì đế của nó nhìn rất là xinh, rất là cute. Nó cao khoảng tầm 5 phân ý, giúp cho bạn cao hơn. Rồi là phía dưới nó còn được bọc một cái lớp đế cao su, thì vừa là làm cho tổng thể thiết kế của đôi giày thêm đẹp thêm, thứ hai làm cho bước đi của bạn êm hơn, và thứ ba đó là chẳng biết đi bao giờ mới mòn. Rồi là cái đế này đi nó rất là sạch, đi trời mưa cũng sẽ rất là thích. Đó. Nhắc đến Pinduoduo, còn bạn nào chưa biết thì đây là một cái app mua sắm giá rẻ Trung Quốc, nó cũng kiểu như Taobao ấy, nhưng mà cái chất lượng của nó thì được đánh giá rẻ hơn và thấp hơn. Cái việc mua hàng trên Pinduoduo là cũng giống như để bạn mua hàng trên Taobao thôi, không có gì khó, chỉ là bạn chờ đợi thêm một vài ngày để có được cái sản phẩm bạn mong muốn. Vậy nên đừng ngại mua hàng ở những cái app quốc tế, thì mình thấy rằng là đôi lúc bạn bỏ ra cái khoảng thời gian chờ đợi thêm vài ngày, bạn lại có một cái sản phẩm mà có cái mức giá rẻ hơn 2, 3, có khi thậm chí là rẻ hơn gấp 4 lần khi bạn mua hàng Việt Nam ấy. Thứ năm, đó là một chiếc quần cặp chun này, form dáng rộng kiểu retro Hồng Kông cá tính. Thì em ý mình mua với giá là 70.000 trên Pinduoduo. Còn trên Shopee ấy, thì mình có tìm rồi, thì chỉ có mình tìm thấy có duy nhất một shop họ bán, nhưng với mức giá là 198.000 và lại chưa có người mua, và cũng là shop quốc tế. Vậy là mình đã quyết định là tự tìm và tự đặt. Ngoài ra cũng có một vài shop khác bán quần bò sữa, nhưng mà là cái thiết kế của nó mình thấy nó cũng không đẹp làm sao ấy. Nhìn các cái chi tiết bò sữa nó rất là vụn vặt, rồi nó không có hai cái túi xì ngầu ở hai bên này, nên là mình đã không mua, mặc dù giá cũng khá rẻ. Ok, nói về em ý nhá, thì em ý cũng là size XL, mà hình như quần áo hôm nay mình mua đều là size XL luôn ấy. Thì cái form dáng của em ý cũng rất chi là ok này, ống quần của em ý là thun thun này, và hai bên đầu gối là có hai cái túi, nhìn nó rất là ngầu xì luôn ấy. Đó, và cái chất vải của em ý là chất lỉ, thì mức độ dày của nó thì ở mức bình thường thôi. Và nó cũng chỉ là một lớp ấy. Với giá 70.000 thì mình thấy cũng rất là rẻ để mà có được một cái em như thế này. Khi mặc em ý lên thì mình thấy khá là cá tính. Thứ năm, đó là một chiếc mũ bò sữa khá là xinh xắn, nhưng giá hơi mắc, tận 103.000 trên Shopee nhá. Thì cái chất liệu của em cũng kiểu dạng vải thô này, rất là dày dặn, rất là thích, cái form dáng cũng đẹp. Và mình cũng tìm thấy một cái shop khác bán mũ bò sữa, nhưng mà cái kiểu dáng, cái chất liệu của nó không đẹp lắm, mặc dù giá thì chỉ có 57.000 thôi, nhưng mình vẫn quyết định mua em này để mà có thể có một chiếc mũ bò sữa xinh xắn. Từ đầu đến giờ thì em bò sữa vẫn ở đây. Đó. Có bạn nào mà yêu thích em ý, thích có một em vừa đựng giấy vừa đựng tâm, thì hãy bỏ 79.000 và mua hàng trên Shopee nhá. Em ý đây. Này. Ok, và các sản phẩm về bò sữa cũng đã hết rồi. Thì như mình đã chia sẻ, cái haul lần này mình cũng khá là ưng ý, và cũng hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn tìm kiếm được một số cái mặt hàng bò sữa nào đó mà bạn muốn mua. Và video này sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hay ho thú vị phía sau. Còn đối với những bạn nào còn chưa like, subscribe kênh của mình, xem xong video này thì nó hay ho thú vị, thì hãy tặng cho mình thật nhiều like và một subscribe nhé. Ok, và